Xin chào tất cả mọi người, đây là Corky Land. Thì như các bạn cũng đã biết, ngành thú cưng hiện tại ở Việt Nam đã và đang rất là phát triển trong nhiều năm nay. Thì bên mình hiện tại đang có hợp tác liên kết nhân giống Corky. Thì qua video này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái trại Corky khá là chuẩn ha, để cho các bạn có thể tham khảo và hình dung được cách bố trí phòng ốc như thế nào ha. Thì bước vào cái khoảng không đầu tiên, đó là cái khoảng đất khá là rộng ở dưới nhà, để cho các bé có ghi tầm 2 đến 3 tháng tuổi đang chạy giỡn nô đùa rất là dễ thương ha, phơi nắng vào buổi sáng để có thêm canxi, có thêm sức khỏe đó. Thì những cái bé này thì bên mình sẽ thu lại, giá sẽ dao động ở tầm 8 cho đến 12 triệu tùy vào cái con giống gia phả của cái con chó cái ha. Thì bên mình sẽ có ký hợp đồng cam kết bao tiêu đầu ra nên các bạn có thể yên tâm. Cái phòng này thì là cái phòng mèo. Thì bên này có nhân giống mèo nữa nên sẽ có cái vòng mèo. Đây là phòng của các bé Corky con mà các bạn có thể thấy đang chạy giỡn nô đùa ngoài kia đó ha. Thì buổi sáng mình sẽ thả ra và sau đó chúng ta sẽ nhốt lại. Rồi cái phòng tiếp theo là một cái phòng để mà vệ sinh. Ở đây thì sẽ tắm cho các bé cũng như sấy lông, và có bàn rooming ha, để chuyên để vệ sinh các bé thôi. Phòng này là phòng bếp ha, sẽ có tủ đông để trữ thịt cho các bé ăn cũng như là bếp nấu nướng. Đây là những cái phòng cá nhân. Đây là một cái phòng để mà đồ ăn thức uống về những cái sản phẩm trưng bày. Thì ở đây thì khi mà khách đến tham quan có thể mua lại, nếu mà chúng ta đặt số lượng lớn thì chúng ta sẽ được chiết khấu đại lý, thì nó sẽ giá cả rất là tốt hơn. Và qua bên đây là khu vực của chó lớn. Thì cái phòng này là cái phòng mà cho dành cho chó lớn, chó sinh sản. Thì sẽ bao gồm chó cái ha. Thì ở đây sẽ khoảng 8 bé Corky cái. Thì một bé Corky thì sẽ sinh sản được 1 năm 2 lần. Thì với cái số lượng là 8 bé thì đầu ra khá là ổn định, mỗi tháng đều có đàn. Rồi thì bên đây là sẽ là khu vực riêng dành cho các bé đang bệnh đó. Thì khu vực này mình sẽ tách ly. Thì các bạn có thể để ý là mỗi phòng đều có cái cửa nhỏ nhỏ xa xa ngay tường đó, cửa màu inox đó. Thì cái cửa đó sẽ được nối đến cái khoảng sân phía sau, để cho những cái bé lớn buổi sáng có thể ra. Thì để mình giới thiệu, đây là cái khoảng sân phía sau đó. Thì các bé lớn buổi sáng có thể ra đây chơi giỡn, và sân này thì là sàn là xi măng. Thì nếu mà ra đây thì mình có thể dễ dàng vệ sinh. Và nếu các bạn huấn luyện tốt thì một ngày thì các bạn có thể thả ra buổi sáng và buổi chiều. Thì việc vệ sinh sẽ rất là đơn giản. Thì các bé sẽ đi vệ sinh ở ngoài này thì sẽ không có vệ sinh trong chuồng nữa. Lúc đó chuồng sẽ rất là sạch sẽ. Thì một cái mảnh đất này nó sẽ tầm cỡ khoảng 1.000 m², 1.000 đến 2.000 m². Thì nếu mà ai có đất mà trống á, thì các bạn có thể xây cái sân chơi lớn hơn để cho các bé có thể có chỗ nô đùa. Đó, thì cái chương trình hợp tác liên kết nhân giống Corky này bên mình vẫn đang phát triển rất là tốt ha. Thì hỗ trợ cho mọi người từ phần tư vấn chuồng trại đến phần bao thu đầu ra ha, hỗ trợ vận chuyển miễn phí. Hay các bạn có thể liên hệ với mình qua Zalo 0989766413 hoặc là qua fanpage Corkyland cũng như là corky.vn. Xin chào và xin cảm ơn.